chi phí rất là quan trọng. Không phải chi phí nó cao nhất mà là sao? Là cái chi phí mà khi á nó hiển thị ở trên công cụ Google này nó bảo đảm rằng nó vượt hay cao nó đủ qua để biết được nó cao hay không á, mình sẽ click vô cái mỏ chi phí như thế nào ha. Đây. Anh thấy không, khi anh chạy quảng cáo á, anh click vô nó sẽ hiện đặt trên hầu để trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm thường như là trang đầu á, là tức tức một á, là phải là 1160 đồng. Anh thấy không, số bạn được phải cao hơn 1160 đồng là nhất là phải 2000. Và nhớ là tướng phạt 3-4 ngàn sẽ giao động, lúc này mình phải điều chỉnh lại cái số tiền trên đó để đâu đảm rằng nó phải ở vị trí tốt nhất. Không đủ á, tại vì á trong vòng khoảng từ 6 tiếng đồng hồ cho đi nó sẽ rất là tổng rất là nhiều. Ví dụ như tối thủ của anh là 1167 đi ha, anh chỉ 1161 đồng, anh tôi tụt hạng liền. Và nếu mà khác tới anh nó là 1162 đồng thì làm sao tiếp tục anh tụt lên tới tiếp nữa. Cho nên thông thường phải để cao hơn chút xíu để bảo đảm rằng á nó sẽ không bị tụt, hoặc nếu có thì tức là tụt nó thấp. Anh mình để cao hơn 2000 mà còn với 2. Như vậy thì nó không có vấn đề là ở đây á, nó là một cái cuộc cạnh tranh giữa ai bỏ được giá cao hơn. Đúng rồi đó. Nên thông thường là khoảng tầm 6 tiếng mình điều chỉnh một lần. Mình ra khoảng tầm thường mình ở cái mức giá này á là nó nằm ở vị trí gần như tức 1, tức 4. Cho nên lý do đó mình nói mọi người quan trọng tức 1, tức 4 thôi, chứ mọi người ở dưới 1 á thì mình điều chỉnh hoài nó cũng không có ở đâu. Điều chỉnh hàng giờ luôn. Vậy làm sao mình tối ưu được chi phí quảng cáo? Tại vì ví dụ như vậy thì ví dụ mình bỏ 2000 thì mình đi kỳ vọng lên được tới 1. Ví dụ bây giờ mình đang 1160. Ừ. Đó, mình bỏ 1500. Nó có lên được tới 1 không? Không. Làm sao mình biết được 1500 không lên được tới 1 vậy? Đó, cái em xin xem nó ha. Ở đây nha. Khi bấm vô tất cả từ khóa này nó có một cái bảng chi tiết đã chọn. Cái bảng này làm gì nó đánh giá anh với đối thủ. Nó có nhiều yếu tố khác nhau. Nếu anh muốn tất một vị trí đầu tiên, anh phải xem nó có sạc quanh, nó có ảnh hưởng nhất hay không. Và đối thủ anh là nó cũng quyền xem của anh. Thì đa phần á, khi mình chạy quảng cáo á, trong vòng 6 tiếng mình sẽ để cái chi phí đầu mình như 1600 đồng, mình để 2000 đi trong vòng 3 cũng vậy đó. Nhưng mà sau đó mình sẽ dùng ra mình xem vị trí mình nó còn hay không. Nếu đây là bạn này chính là vị trí mình, nếu mình xuống đợt, nếu mình xuống ở vị trí số 3 số 4 lập tức mình sẽ biết được rằng có khả năng từ khóa của mình nó là sao. Lúc này á mình làm gì, cái từ khóa nó làm dẫn đến cái mẫu cáo nó tụt hạng, mình phải tắt cái này vào, tắt cái từ khóa thì mình phải làm một cái mẫu mới. Và mẫu này có thể lấy một cái bài đi để bảo đảm rằng nó phải đủ lên tốt. Tại vì sự dao động, cái này là sự dao động không, mình tối ưu được nhưng mà không tối ưu trong khả năng gọi là giới hạn thôi. Mình không có tối ưu 100% hết mà nó dao động liên tục. Còn ý mình muốn hỏi thầy là ví dụ bây giờ giả sử từ khóa của mình là nó giả sử phù hợp rồi nha, phù hợp với nội dung của website rồi, thì làm sao mà mình tối ưu được số tiền mình chạy quảng cáo để mà số tiền là thấp nhất thì còn vị trí mình là cao nhất? À, nếu số tiền của anh là thấp nhất và vị trí cao nhất thì á, thì anh cho mình hỏi câu ha. Số tiền thấp nhất của anh theo anh đó thì nếu bao nhiêu thì anh phải được ngân sách của anh. Anh phải có ngân sách. Nó không phải được ngân sách mà mình đang hỏi về cái biết á, tại anh nói là gì? Thì đúng rồi, thì mình đang nói hỏi anh này. Tại vì á, số tiền mình thấp nhất như bây giờ cái càng đó mình chạy một tháng bao nhiêu mình đang chạy demo đó. Cái này căn hết 3 triệu rồi. Mình đang chạy demo thử. Mình chạy Hyundai, chạy cái dự án lớn hơn nó, dự án nhỏ này mình đang demo. Thì mình nói quan trọng là ngân sách. Mình có ngân sách thì mình mới biết được cái từ khóa quý thấp nhất. Nhưng mà không hồn mình để ý, mình nói cho anh ha, để mà tốt nhất á, anh tính sao lo. Thì là ví dụ như tháng đầu tiên anh chạy demo đi ha, là khoảng 10 triệu đi. Nhưng mà nó tính có bao nhiêu khách hàng sẽ gọi cho mình.
trực tiếp gọi luôn, nó sẽ có người gọi cho mình. Tháng thứ hai ông mất 7 triệu. 7 triệu hấp nghĩa là tôi hụt lần thứ hai, tôi thì nó có bằng cái số này cuộc gọi mình hay không. Và nếu nếu tháng thứ ba mình hấp hơn nữa thì sẽ như thế nào? À, ý của thầy là đó là phải tối ưu từ từ. Đúng rồi, mình sẽ tối ưu theo ngân sách tổng của mình. Nếu mình tối ưu theo từng biết như vậy thì mình sẽ bị dính đúng là gì, bỏ thời gian cho nó gần như không hiệu quả. Đó là gọi là gì, mình không quản lý được nó đó. Tại vì khi anh làm một kia chạy quảng cáo muốn biết nó hiệu quả hay không thì đầu tiên là mình phải chạy cái demo. Ở một sách nhất định mình dùng như anh bỏ là 3 triệu, 5 triệu được bao nhiêu khách hàng mua sản phẩm của mình. Rồi tháng hai nếu mà ngân sách mình thấp hơn mình sẽ được bao nhiêu khách hàng lại. Thì lúc này làm gì? Mình sẽ nghĩ rằng nếu đã tu tốt hơn thì làm sao? Thì không phải đồng giá mà là mình sẽ tối ưu từng từng khóa. Và như vậy để quảng cáo tốt hơn á, người dùng thì họ sẽ tạo ra nhiều mẫu quảng cáo khác nhau. Mình cho anh xem cái này. Đây. Đây. Anh xem ha. Mình đã rất là nhiều mẫu khác nhau cho từng dòng khác nhau và thường là mình sẽ có 2-3 từ khóa cho một mẫu quảng cáo. Có khi mình tạo cả 100 mẫu như vậy làm sao để cho nó bảo đảm rằng nó gần như tối ưu hết. Và thứ hai là mình không phải theo sát từng cái từng khóa nha, rất là mất thời gian. Đó là cách của mình. Còn nếu như mình ngồi mình bích từng khóa anh chị đủ thời gian một ngày, nếu chị chạy 100 từ bích từng như rất là khó. Mà mình không có nào bích nó có tất cả siêu di động chị nhớ, mình không có nào mình ngồi đó mình bích di động mình chết. Đó là lý do tại sao mình nói rằng á, khi mình chạy quảng cáo, khi đầu tiên mình làm gì, mình phải chạy những cái demo nhỏ cái này. Mình coi một tuần thử bài điện hoặc là hai điện đó. Sau đó cái tuần đó mình sẽ có được gì, có các thông số cụ thể của quảng cáo đó. Và từ đó mình sẽ đưa ra một cái ngân sách dự kiến. Và từ cái dự kiến này mình sẽ chạy trong vòng một tháng để mình coi nó hiệu quả hay không. Và nếu nó hiệu quả thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ làm gì, mình sẽ tối ưu. Bởi vì khi chạy ở tháng đầu tiên năng tốt hơn từ khóa này. Và để tu tốt hơn thì sẽ chia nhiều từ khóa nhau. Anh chị chia một nhóm quảng cáo khoảng từ 2-5 từ khóa cho một nhóm quảng cáo tiếp, anh chị giảm được giá thầu và đảm bảo đủ điều kiện anh chị lên top. Và cái lý do đó mình nói anh chị nên ở tức 1, tức 4 mà không phải ở tức 1 hoàn toàn hoặc tức 2 hoàn toàn. Tại vì nó có sự giao động và chính vì sự động đó mình nó làm cho mình có thời gian. Nếu mình hàng quá mình không có nằm ngồi tích từ khóa để nó bảo đảm duy trì lên top. Ví dụ bây giờ anh coi từ khóa là ở top 2 đi ha. Nhưng mà nếu mình coi ở top 2 là 2.000 đồng thì nếu lên top 1 là gì, nó phải tốt, phải tốt với chứ là 3.000 đồng và 4.000 đồng. Bây giờ mình không có nào thời gian mình ngồi canh mình đưa lên từ khóa từ top như vậy. Trên đồng thường tính là theo tổng của mình và mình sẽ giảm đi một thời gian vào đó. Cái là dụ như đầu tiên là 5 triệu đó mình giảm khoảng 4 triệu. Và nếu như 4 triệu này đã đạt hiệu quả cao thì mình không giảm nữa. Mình sẽ coi, mình sẽ tạo lập cái quảng cáo mới khác nữa xong để cho nó được làm mới hơn. Còn việc mà mình ngồi viết từng từ khóa là rất là khó. Tại vì anh chạy 100 từ khóa, chạy 3 từ 4 từ chứ giờ chạy 100 từ khóa mà rất là chắc cũng gãy tay. Thế là sau đó là sau khi mình thầy chạy demo thử khoảng 100 từ khóa, nếu là thầy chỉ quyết định là sau thời gian demo đó là bỏ từ khóa là vì nó chạy. Đúng rồi. Và nãy trên cái bảng anh thấy những là cái vị trí mình đứng không? Bạn rồi xe tải Hyundai là vị trí của mình á. Mình sẽ dựa theo đó mình tính nữa chứ mình không theo bảng từ khóa đó không. Nhưng nếu là bảng đó không á thì mình nói là mình cũng thắt hết. Mà thật ra tổng quan cuối cùng là mình ở vị trí nào. Nếu tổng quan cuối cùng mình vẫn ở top thì cứ việc điều trị cũng từ đó. Còn nếu như sau một tháng hoặc là sau 2 tuần tự nhiên mình xuống dưới top 2, top 3 thì mình bắt buộc phải làm lại. Mà đa phần á nó lại nghiêng về nội dung. Là nội dung mình chạy miệng lâu á, vì mình chém, nó không đích nữa. Phải đổi đi mới gì hơn. Ngân sách mẫu, ngân sách demo thường á thì từ 1 triệu đến khoảng 2 triệu.
để mình demo vòng 2 tuần để mình lấy các gọi là các thông số, tức là thông số về các từ khóa. Cái từ khóa đấy là chắc chắn là có cạnh tranh rồi. Dạ. Và rất nhiều người ví dụ như là sợ từ khóa đấy trên mạng. Cái chẳng gì vậy? Cái gì mắng gì? Vậy thì á, nếu chắc chắn đặt từ khóa nó cao á, thì chị phải dùng như xét nghiệm ADN đi, thì chị phải làm thêm một số từ khóa ngắt. À, khi từ khóa ngắt nghĩa là gì? Nó làm cho người dùng có năng họ sẽ sợ thêm cái phần của mình. Mặc dù các từ khóa ngắt này đôi lúc nó sẽ không hiển thị được, nhưng mà lúc người dùng nó sợ được. Không, thật ra có một cái cách nữa là gì, chị thường á là khi mà chị viết một cái bài viết đi ha, trong cái website của chị đi ha, website chị sẽ có chứa gì, chứa cái những từ khóa liên quan, và trong những từ khóa liên quan đó chị sẽ là chị sẽ đưa một cái liên kết trong từ khóa đó về cái sản phẩm nào đó mà chị đang muốn có hàng nhu cầu. Thì như vậy chị sẽ chạy chính bài viết đó thì nó sẽ giúp chị giảm được giá hầu đi. Đây là cái kêu. Đúng rồi, cái là ký một cái bài trên website. Và trong website nó có chứa các từ khóa mà chị đang chạy giúp chị giảm hầu. Một cái thứ hai, em lấy chị là gì? Khi chị chạy những cái từ khóa có lượt search cao á, chị lấy một cái là chị xem, trước khi chạy chị xem cái mẫu của mình á, từ khóa đó dẫn vào link nào của nó, mình xem cách thức của nó chạy như thế nào. Mình khi mình biết được cái link của nó chạy vào cái đấy, đó là ví dụ cái đi ha. Rồi bây giờ ha, có ba cái là nữ trang và túi chấm vn, là ngọc ẩm chấm cơm vn và bc chấm cơm vn. Thì chị ý, chị thấy không, những cái trang này nó yếu hơn nhưng mà nó lại đứng trên bc, từ khóa là nữ trang vàng, và cái người mà đứng thứ hai là mình, nữ trang vàng ha. Thì như mình nói, mình sẽ lướt vô cái trang này cho chị xem. Là trang mà đang chạy ha, và cái trang này là của Benji đang chạy. Đó, thì á Benji đang chạy là một cái người ta gọi là đây, cái của BNG đang chạy á, thực ra là gì, nó là một dạng cái landing page, gọi là cái mẫu như nick thơm, nó thu thập thông tin khách hàng đang chạy cái đó. Còn của mình đang chạy là gì, danh mục sản phẩm. Và chị để ý nè, cái link của mình đang là gì, trang sức, và nội dung bài viết của mình là gì, là nội dung trong danh mục nó cũng liên quan đến cái dòng là nữ trang vàng, là các sản phẩm nữ trang vàng. Thì như vậy nó vô tình làm gì? Nó vô tình nó phù hợp với cái từ khóa mình đang có nhu cầu. Còn bên gì nó hô mình cái từ khóa này, thật ra là gì, nó từ khóa nó vẫn đứng trên mình, mà số từ khóa ở dưới mình là gì? Chẳng qua là do khi á nó chạy cái gọi là cái landing page á, thì nó sẽ không khớp đúng với cái từ khóa đó, tức là từ khóa landing page nó không khớp đúng với từ khóa từ trang hoàng, cho nên khi dùng search lên á, bên công cụ Google nó không tìm hiển thị hơn. Thì cho nên á, mình để ý khi anh chị chạy thì chị sẽ kiểm tra cho mình, như vậy mình coi coi một số từ khóa nào còn rất là khó thì mình sẽ chia theo nhiều danh mục khác nhau. Ví dụ như chị có là chị là gì quên rồi, chị là gì em quên rồi, xét nghiệm ADN rồi xét nghiệm nâng cao ADN như vậy ha. Mình sẽ làm thêm một cái landing page cho xét nghiệm ADN, một bài viết cho xét nghiệm ADN, còn bài viết riêng cho sự kiện nâng cao ADN. Như vậy thì sẽ chạy hai bài viết cho hai từ khóa. Nó sao? Nó sẽ giúp cho chị giảm được cái giá hầu, đồng thời là gì? Cái việc tên tốt chị nó sẽ dễ hơn khi dùng vào sọc, nó cũng sẽ tốt hơn nữa. Và như vậy á,
thì ngoài những cái cách đó còn một cách khác, mà cái này là tùy thuộc vào khả năng của người đó. Tại vì khi mình chạy một cách khác á, nó có một cách gọi là tiếp thị lại, như mình nói mọi người nhớ không? Tiếp thị lại là gì? Nó giúp cho mình tiếp cận cho những nguồn khách hàng đang có nhu cầu. Và vì tiếp thị lại này nó đòi hỏi là gì? Đầu tiên chị phải có một lượng gọi là lượng email, thu thập được các lượng email có khách hàng đồng quan điểm, nên là những khách hàng đang có nhu cầu thu thập email đó để làm gì? Để mình tiến hành mình tiếp thị lại thì mình sẽ cho người xem ha. Mọi người giờ chút ha, mình vô một phần mình lấy một số email này mình làm cho người xem. Đây nè, mình có một cái danh sách gọi là các email anh chị ha. Thì làm gì? Thì đầu tiên mình sẽ thu thập được các email các khách hàng đang có nhu cầu về thẩm mỹ viện, về spa hoặc là về các sản phẩm khác, nhưng mà là có nhu cầu liên quan đến ngành anh chị ha. Thì mình làm gì? Mình sẽ lưu lại ở ngoài, ở một cái file nào đó. Sau đó làm gì? Mình sẽ vô cái phần gọi là thư viện chia sẻ này, mình chọn đối tượng. Mình chọn là email khách hàng. Sau đó làm gì? Mình sẽ tải tiệm nó lên. Đó. Sau khoảng một ngày á, lập tức làm gì? Lập tức bên Google nó sẽ cập nhật các thông tin về email này. Và làm gì? Mình có thể sử dụng cái email này để mình chạy quảng cáo, như vậy lúc sau sẽ giúp mình tiết kiệm được chi phí. Thì á, thế bên sau á thì cách chạy như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ vô lại cái phần chiến dịch ha. Ở đây á, mình sẽ chọn là tiếp thị lại. Và phần những mục tiêu là gì? Gọi là sở thích và tiếp thị lại. Mình sẽ bỏ cái file gì vô? Cái file email vô ha. Đó. Thôi bấm chữ lưu lại mọi người ha. Thì như vậy khi lưu lại xong á, lập tức làm gì? Thì cái mẫu quảng cáo của Hyundai HT
G12 0XL làm gì, nó sẽ chạy quảng cáo cho đúng danh sách đó thôi. Thì như vậy á, anh sẽ tiết kiệm được cái phần chi phí. Đồng thời á, những khách hàng này á, khi họ thấy được quảng cáo của chị thì làm sao, thì họ có thể là gì, họ có thể là chia sẻ cái liên kết đó, nó sẽ thu thập thêm thông tin của các khách hàng và chị như vậy. Và nếu mà gì, nó giúp cho người dùng sẽ tăng cường sở các từ khóa hơn. Và có một yếu tố rất quan trọng là gì, khi chạy các nhóm quảng cáo để tăng cường cái hiệu quả cao hơn á, thì thứ nhất là mình sẽ chạy một cái quảng cáo thông thường như là shop, và cái thứ hai mình sẽ chạy một cái quảng cáo hợp thiết thị lại, mình sẽ chạy hai cái song song nó sẽ tốt hơn. Rồi còn chị nào không? Đúng rồi, đúng rồi, nó cũng phải có làm số hoạt động trước để lấy cái danh sách email. Không, thường á nó có nhiều cách, nhất là mình có thể là những khách hàng trước đó là mình có sẵn, hoặc là những khách hàng mà mình gọi là mình thu thập một cách nào đó mà mình có sẵn một gọi là một nhóm trước á. Đúng rồi, cái nguồn mình là do cái nguồn khác mình có được. Không, cái là khi người dùng dùng cái email họ đăng nhập trên comment thì lập tức quảng cáo nó hiển thị cho đó luôn, nhìn gọi là bám dính luôn anh. Đúng rồi, giá thường nó sẽ rất là rẻ, tại vì sao, tại vì biết là số lượng khách hàng ít, cái thứ hai từ khóa hầu như không có sự cạnh tranh, nhưng mà tính vì giá nó rẻ cho nên mình phải chạy thêm qua con hợp xong để mình cho gọi là mình sẽ tạo thêm một cái phiểu nhỏ để hai phiểu này nó kết hợp với nhau. Chứ còn nếu như mình tập trung mình chạy một nhóm quảng cáo thì lại không, thì là không hiệu quả cao, mặc dù cái hàng rẻ nhưng cái cuối cùng là những cái lượng khách thực sự mình cần, nó không có nhiều. Hoàn toàn có thể, nói chuyện này hoàn toàn có luôn. Nói chuyện bình thường khi họ chạy nhiều, mà quan trọng là họ chạy thu thập không qua đâu, nếu mua chứ nó họ chạy mà họ chạy rồi là chạy dừng trong cái trang sập trang quét nào đó hoặc sàn nào đó đi thì nó phải giữ, họ đâu có giữ đâu. Nên chưa cái này chưa biết được cái họ chạy là họ người khác, tại vì họ quyền bán, mà nếu họ chạy dừng bên kia mà không được quyền giữ có sai thì cũng đâu được làm gì đâu. Nhưng cũng như những bạn họ chạy AdWords cho công ty mà chạy 4 năm họ đâu giữ được gì đâu, thì thông tin là bên khác họ giữ. Nên đâu không phải ai phải giữ được cái đó. Nên mà nói là danh sách email này nó giúp hiệu quả, nhưng mà cái việc có hay không là cũng hơi gọi là khó, phải có nguồn khác nhau. Và đa phần là không qua là gọi là ra là mũ đen rồi là mua quán. Như Facebook cũng vậy, có những cái liên gọi là liên kết số hỏi rất là nhiều, là thông qua là mua bán thôi, thì họ lấy cái đó. Em phải đọc báo, hiện tại là tất cả các Alibaba, các thằng này họ lấy thông tin khách hàng, số điện thoại email, họ cào và là gì, là họ sẽ chạy chơi những số tiền đó để họ lấy được khách hàng rất là nhiều. Thì đây là một cái mà bên một số báo, một số cái báo cáo, một số báo chí họ cũng nói là cái này là cũng được về là gọi là vi phạm của cá nhân nhiều, nhưng mà cái đó là thông tin thu thập được thì đó người ta cũng sử dụng mà không ai cần hiểu hết. Đó là lý do tại sao cái thị trường mua bán các số lượng email nó nhiều là như vậy. Tại vì họ phải kết hợp cho những ứng dụng khác nhau, Facebook, Google, AdSense, rồi email marketing nó nhiều mảng nữa. Rồi anh chị cần có hỏi nào không? Dạ. Cái cơ chế mà để mà khi mà cái người đó đăng nhập vô mà quảng cáo, tôi thấy nó nói rằng là nó sẽ ví dụ như cái người dùng đó thì nó sẽ thu thập được thêm những thông tin của bài họ đó. Cơ chế mà cái quảng cáo mình phải biết cái gì để cho thu thập thêm cái thông tin đó. Để thu thập thêm á, cũng không tin khách hàng, nghĩa là khi anh chạy quảng cáo đi ha, thì á khách hàng họ đăng nhập bằng cái gọi email mà mình đã chạy tiếp cận rồi, thì khi mà họ sợ cái sản phẩm nào đó thì lập tức mình sẽ cần một cái khóa thứ hai, người ta gọi là khóa này. Rồi mình vô cái ha. Đây, khóa thứ hai là khách truy cập vào trang web, mình sẽ gắn code ở website nè. Code này
đúng rồi anh, có này nè anh Nam đó, khai thác một cái có này vô website của mình đó. Khi khi mà khách hàng đi cập vô website của mình, tức nó sẽ thu thập lại và làm anh chị nhớ Facebook cũng là cái bạn bè vô thì Google cũng vậy, những người là bạn bè của họ trong cùng chung cùng cách đi để kết bạn với họ, gửi tin nhắn nó sẽ hiển thị quảng cáo cho những người dùng sau đó và nó sẽ thu thập thông qua có. Thật ra còn một cái nữa mà cái này thì nó cũng hơi khó ha với anh chị ha. Ừ, để mình tắt cái này ra. Ở đây, trong phần công cụ, anh chị thấy không? Google Analytics. Mình sẽ liên kết công cụ này với Google Analytics của anh chị. Nó thu thập khách hàng, mình sẽ tiếp thị lại cái này đã truy cập vào website anh chị một cách tự nhiên. Và nó có đến 3 cách. Là hầu hết là mình phải có sự liên kết. Cái này thì đơn giản hơn là gì? Cái Gmail này nó phải là cái Gmail quản trị Google của bên anh chị ấy. Nhà bên dưới website sẽ gắn cho anh chị cái Google này và dùng cái này để chạy quảng cáo. Nó sẽ là một khu hợp khi anh chị chạy quảng cáo lên về. Nó có sai thì anh chị cứ nhắn tin nó lại. Cái thứ hai là dùng cái email. Và cái thứ ba là khi các công cụ này họ đã khúc phục được khách hàng rồi, hay là tiếp tục là gì? Là chạy tiếp thị lại bằng website. Bây giờ anh chị sẽ có nhiều nguồn khác nhau để tiếp thị lại. Cho nên tự động nó sẽ sinh ra. Cứ mỗi lần thu hoạch thì cái phí của lần thu hoạch vô nó sẽ tích tụ lại càng nhiều, nó sẽ càng hiệu quả hơn. Đó, chị còn ở đâu không? Thôi vậy thì mình nghĩ 5 phút ha, là mình sẽ tiếp tục cái phần email. Cái email thì hơi khó cho nên mình sẽ đi từ từ và mình sẽ giữ một số cách cơ bản thôi. Tại vì email nó sẽ liên quan đến phức tạp hơn, như là đi phức liên như thế nào. Email nào thì trong một thời gian ngắn mình không thể nào trình bày hết. Thì quan trọng được cái nào là gì, là viết nội dung anh chị ha. Thì mình sẽ cho anh chị xem một khi nào học nó tới mình sẽ cho anh chị xem một cái bài viết nội dung, thì cũng không gì khó hết, chỉ là cách bố trí và cách trình bày, tức là có từ khóa đơn giản. Và cái từ khóa này lấy đâu, anh chị sẽ lấy ở trên của Google, của những từ khóa mình bị chạy quảng cáo đó. Cảm ơn anh chị ha.